Kính thưa quý vị, một năm cũ đã trôi đi rồi, nhưng mà chúng ta lại chào đón năm 2018 với biết bao nhiêu niềm vui và khát vọng mới. Và chúng tôi hy vọng rằng những tình cảm của quý vị trong năm 2017 vừa qua, quý vị yêu mến câu lạc bộ SkyV bao nhiêu, thì ngày hôm nay, năm 2018 này, quý vị hãy yêu mến nhiều hơn nữa, để câu lạc bộ của chúng tôi mãi là nơi mà quý vị chúng ta cùng chia sẻ niềm vui của mình trong cuộc sống. Và hy vọng rằng với năm 2018 này sẽ không phải là những gương mặt cũ nữa, và sẽ có nhiều gương mặt mới để đến với câu lạc bộ của chúng ta. Kính thưa quý vị, và để mở đầu cho chương trình đại nhạc hội số đầu tiên của năm 2018 thì ngay bây giờ ban tổ chức đã lựa chọn ra một cô gái vô cùng xinh đẹp và có thể nói là xinh đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay với một ca khúc để gửi tặng cho quý vị. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Thảo Anh với ca khúc được mang tên Bài Không Tên Cuối Cùng. Xin mời ca sĩ Thảo Anh ạ. Vậy thôi, ôi đơn đau đã nhiều rồi. Một lời thêm càng buồn thêm, còn ước gì? Biết bao lần em đã hứa cho nhiều, rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ? Ngày còn đây, người còn đây, cuộc sống nào chờ? Nay em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, sẽ thêm sao đâu. Mưa bên trong, có làm em khóc, có làm em nhớ, những khi tình còn đầu. Nay em em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sai? Xa nhau rồi, thiên đường thôi lỡ, cho thật từng chập cánh, xót đau người tình si. Suốt con đường ai dù lối, rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ? Ngày còn đây, người còn đây, cuộc sống nào chờ? Nay em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, sẽ đưa em sang đâu? Mưa bên trong, có làm em không, có làm em nhớ những khi tình còn đâu? Nay em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sai? Xa nhau rồi, thiên đường thôi lỡ, cho thật tiên chân cánh, xót đau người tình si. Suốt con đường ai xin lỗi, hãy yêu nhiều người em tôi. Xin gửi em một lời chào,
một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối.